Hello, chào cả nhà. Thì rất vui được gặp lại cả nhà. Ngày quay lại với kênh Quách Huyền Official và chia sẻ với những cái thông tin về nền. Nên ngày hôm nay Huyền sẽ review cho cả nhà thấy cái biết được cái bảng giá niêm yết mới nhất của dòng nền kim cương Happy Gold. Và trước khi mà để vào review thì cả nhà mình cùng vui lòng bấm nút đăng ký và nút like để mỗi khi Huyền ra video cả nhà mình sẽ nhận được video sớm nhất nhé. Thì trước khi vào bảng giá thì nền kim cương Happy Gold thì Huyền muốn chia sẻ với cả nhà thấy được cái cách mà mình chọn được một đúng sản phẩm và mình sơ lược qua cái thiết kế của dòng nền Happy Gold nó có gì đặc biệt ở trong cái đặc biệt mới nhất của thị trường nhá. Thì đây thì bao bì của nền kim cương Happy Gold hiện tại mới nhất của 2022 thì nó được bọc bằng bao kính trang trí rất là đẹp, và trên bao kính thì cũng in tất cả thông tin bao bì, số điện thoại để mọi người liên hệ rất là tuyệt vời nhá. Thì ngoài bao kính chắc chắn thì mình mở cái chiếc nệm Happy Gold ra. Khi mà mình mở chiếc nệm ra thì mình cũng ở nhà cũng thấy với hiện đây. Thì đây là cái chiếc nệm, vỏ nệm được làm bằng vải gấm thun nhá, vải gấm nhung nhá. Cái này vải gấm nhung Đan Mạch nhá, được thiết kế được dệt bằng có khoảng hở rất là nhiều lỗ li ti để thấm hút mồ hôi và có dệt chữ nệm kim cương cả nhà nhé, rất là đẹp nhé. Thì dòng nệm kim cương Happy Gold này thì bên trong thì bên trong lớp vỏ áo gấm của nệm thì nó được thiết kế cũng như các dòng nệm kim cương, dòng nệm thiên nhiên khác thì nó cũng là một mặt lỗ tròn, còn ba mặt giới thì 500 lỗ vuông và thiết kế thì nó rất là tinh xảo nhé, sắc nét cả nhà nhé. Cái sản phẩm có màu hình màu trắng sữa nha. Hiện tại thì nệm kim cương Happy Gold có phôi là màu trắng sữa. Thì khi mà mình mua một chiếc nệm cao su thiên nhiên kim cương về thì ở như cùng ở nhà cũng thấy thì cái trong tấm nệm này có cái phiếu bảo hành của nệm kim cương này. Ở trên phiếu bảo hành thì có ghi tất cả đầy đủ thông tin ở bên ngoài của phiếu bảo hành. Cái dòng sản phẩm này thì được bảo hành 12 năm. Và khi mà cả nhà mình để mua một chiếc nệm kim cương chính hãng thì cả nhà mình sẽ xem trên phiếu bảo hành sẽ in cái dòng số series, và khi dòng số series này sẽ trùng với dòng số series ở trên chiếc nệm. Trên chiếc nệm sẽ in cái dòng chữ số series cùng kèm theo nhé, cả nhà mình cùng nghe nhé. Cũng hướng dẫn sử dụng thì cái sản phẩm này hướng dẫn sử dụng. Cái sản phẩm này thì khi mà mình di chuyển hay là cuộn tròn thì bởi vì nó thiết kế là một mặt lỗ vuông và một mặt lỗ tròn. Thì cái mặt lỗ tròn của mình là nằm và cái mặt lỗ vuông thì nó chỉ là để thông thoáng thoáng khí, nó để mà giải tỏa được cái sự thoáng khí và mát mẻ khi mà nằm thôi. Thì khi mà mình có cuộn nệm hay di chuyển nệm thì cái chiều nệm mình sẽ cuộn gấp theo kiểu này cả nhà nhá. Còn hạn chế chứ lật ngược cái tấm phôi này ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của nệm. Cái độ đàn hồi của nệm kim cương Happy Gold này thì so với những cái dòng sản phẩm kim cương thiên nhiên khác thì nó có độ cứng hơn, độ đàn hồi của nó cứng hơn so với các dòng nệm thiên nhiên khác, thì nó phù hợp với những người mà đau lưng đau cột sống mà không nằm được cái dòng nệm bông ép, thì cái dòng nệm kim cương này cũng là một trong sản phẩm rất là tuyệt vời để cho cả nhà mình sử dụng trong cái vấn đề mà mình có tiền sử về bệnh đau lưng, đau xương khớp, hoặc là những em bé trẻ nhỏ đang trên cái độ tuổi phát triển xương, thì dòng sản phẩm nệm kim cương Happy Gold này nó rất là tuyệt vời, nó rất là phù hợp cả nhà nhé. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cái bảng giá niêm yết của dòng nệm sản phẩm. Và đây là cái bảng giá niêm yết của nệm cao su Happy Gold kim cương Happy Gold năm 2022 mới nhất của cả nhà nhé. Thì cũng như cả nhà đã thấy thì cái dãy bên này là cái chiều cao của chiếc nệm. Thì có chiều cao chiếc nệm thì có nệm kim cương Happy Gold có chiều cao 5cm, chiều cao 10cm và chiều cao 15cm, và còn cao nữa là 17cm. Thì con dãy bên này thì là dãy kích thước của chiếc nệm. Kích thước của chiếc nệm thì thay đổi 1m, 1m2, 1m4, 1m5, 1m6, 1m8. Và chiều dài nệm thì luôn là 2m. Và chỉ cái kích thước đặc biệt là 1m5 thì nó chỉ có 1m9 thôi nha cả nhà. Còn chiều dài là 2m.
Còn bên này là cái giá niêm yết trên thị trường hiện nay, giá niêm yết trên thị trường hiện nay như kiểu chiếc nệm của mình là cao 5 cent và mét 6 2 mét thì trên thị trường hiện nay có giá niêm yết là 7.500.000 và mét 1 mét 6 2 mét 10 cent và quần trên thị trường hiện nay thì có giá niêm yết là 11.750.000 và sản phẩm có chiều cao là 1 mét 6 2 mét và cao 15 phân thì có 16.390.000. Thì đấy là bảng giá niêm yết trên thị trường hiện nay. Thì cả nhà có nhu cầu về sản phẩm thì cứ inbox trực tiếp theo số điện thoại để được giảm giá nhá. Thì mỗi sản phẩm thì sẽ được giảm giá trực tiếp 20% cả nhà nhá. Thì ngoài cứ dựa theo bảng giá niêm yết này thì bên shop đang có chương trình chạy khuyến mại thì giảm giá trực tiếp 20% giá trị sản phẩm trên so với bảng niêm yết cả nhà nhá. Dạ. Và vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ và review qua cái dòng nệm cao su thiên nhiên kim cương Happy Gold và có chia sẻ với các bạn giá mới nhất của dòng nệm trên thị trường. Thì cũng cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi video đến giờ này. Thì cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye, hẹn cả nhà vào video lần sau nhé. Bye.